Vì sao bệnh dung đũa chó hay tái phát? Chào bác sĩ, tôi có con bị bệnh dung đũa chó. Sau 6 tháng uống thuốc thì xét nghiệm lại, kết quả nằm trong giới hạn cho phép. 6 tháng sau, con tôi lại lên xét nghiệm lại, thì kết quả lần này trở lại như ban đầu. Cho tôi hỏi vì sao bệnh của con tôi cứ tái đi tái lại như vậy. Mặc dù tôi cho con uống thuốc và đi khám đúng chỉ định, tôi chân thành cảm ơn. Alo bác sĩ đã chuyển câu hỏi của bạn cho thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thị Lan Hương, Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, và bác sĩ đã trả lời cho bạn như sau. Chào bạn, bệnh dung đũa chó Tosocara canis là bệnh do dung tròn ký sinh thường được tìm thấy trong ruột của chó. Phân của chó bị nhiễm Tosocara canis phát tán ra môi trường. Người bị nhiễm khi vô tình nuốt phải ấu trùng qua đường miệng, qua ăn rau sống, thịt tái sống, thói quen đưa tay lên miệng, qua gặm đồ chơi ở trẻ nhỏ do tiếp xúc với chó. Cho nên có nhiều trường hợp nhà không hề nuôi chó mà vẫn bị nhiễm dung đũa chó. Bệnh dung đũa chó là bệnh có thể điều trị được. Điều trị nhiễm dung đũa chó ở người đơn giản. Ivermectin được chứng minh là thuốc có hiệu quả. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể tái nhiễm bởi vì nguồn lây chính là từ trứng dính trên các thức ăn tươi sống, sàn nhà, đồ vật trong nhà, do ăn uống thức ăn không vệ sinh, bị nhiễm bẩn, do bụi hoặc phân chó mèo có trứng dung, chứ dung đũa chó không thể phát triển thành dạng trưởng thành và đẻ trứng trong cơ thể người, nên không thể lây từ người sang người. Do đó, vấn đề quan trọng là phòng tránh tái nhiễm. Hạn chế tiếp xúc với chó mèo, đặc biệt là chó mèo con, như ôm hôn, bồng bế. Vệ sinh môi trường, không để chó mèo phóng uế bừa bãi. Ăn chín uống sôi, không ăn rau sống. Rửa tay bằng xà bông trước khi ăn. Không đi chân đất. Đậy lồng bàn tránh ruồi đậu vào thức ăn. Tẩy dung định kỳ cho chó mèo trong nhà. Thân mến. Nếu quý thính giả đang có thắc mắc về sức khỏe, hãy gửi câu hỏi về cho Alo Bác sĩ qua hòm thư kbol@alobacsi.vn hoặc nói chuyện trực tiếp với bác sĩ hàng ngày từ 17 đến 19 giờ, số hotline 08983 08983. Đừng quên ấn đăng ký kênh để được cập nhật thêm nhiều video bổ ích nhé.